Mùi anh. À, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi cũng là chào kính chào đến quý vị khán thính giả của truyền hình Việt Nam 1, Nhật Báo California xin uh, chào anh Nguyễn Xuân Nam và mời anh. Anh thấy như vậy là sắp tới chỉ còn có một ngày nữa thôi ngày mai vào lúc 6 giờ chiều giờ California và 9 giờ chiều giờ miền Đông thì chúng ta sẽ có cuộc tranh luận đầy chờ đợi giữa hai ứng cử viên phó tổng thống Hoa Kỳ phó tổng thống bà Cam Harris và phó tổng thống Donald Trump anh có chờ đợi cuộc tranh luận này không em? Dạ thì ngày hôm nay là sáng thứ hai rồi anh Nam tức là là ngày mai tức là thứ ba sẽ có một cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống thì anh em mình cũng đã đề cập đến hôm qua là chủ nhật rồi thưa anh thì à, mọi người cũng trông ngóng đang xem thử à, À, hai ông phó uh, tranh luận như thế nào mà theo một nghĩ không biết anh Nam nghĩ như thế nào thì một nghĩ rằng là không có gây cấn bằng uh, ứng cử viên tổng thống giữa uh, Donald Trump và bà Kamala có phải không vậy? Nhưng mà hôm nay cũng lạ, lắm. các tờ báo Mỹ 75% cử tri Hoa Kỳ tuyên bố sẽ theo dõi cuộc tranh cử này cuộc tranh cuộc tranh cuộc à. này bà cho là cuộc tranh luận rất là sôi động và có thể có ảnh hưởng một cách trực tiếp đến cuộc kết quả bầu cử thì chúng ta ừ. chờ xem hai nhân vật này mới nữa ừ. ông 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 Vance là ứng cử viên phó của ông Trump đó, thì chưa có kinh nghiệm mới là nhiệm kỳ đầu tiên của chức mà thượng nghị Thưa sĩ ý. và ông ta chưa có kinh nghiệm và ông nói luôn thời gian qua ông nói lung tung cả ông nói vụ mà các các thiệt thu cưng ở tại mà uh, địa bàn Ohio của người dân Haiti nhớ không? Dạ. Yeah. Không uh -huh. nhớ đi phạm phụ nữ nhớ không? Ừ. lan Ông, nói, uh -huh. ông tay này nói bữa nếu ông trong bữa 10 thì ông này cũng bữa cũng chín rưỡi chứ không phải kém hơn anh biết Thì ta chờ xem trình độ cũng nói giống gì. Uh -huh. Thưa anh, thật ra là những cái chính sách về kinh tế đổi nội, đổi ngoài, thì như là cắt giảm thuế, rồi lo cho dân, lo cho đất nước thế nào, thì quan trọng là chính sách của ứng um, cử viên tổng thống nhiều hơn là phó tổng thống Nam hả? Thường thường là phó tổng thống là phù mà thôi. À. À, thì à, có thể rằng là cũng ít người à, tò mò là bạn Nam à, tại vì những cái gì mà tổng thống đã nói ứng cử viên tổng thống đã nói rồi thì tuy nhiên thì người ta cũng xem thử rằng là hai ứng cử viên phó tổng thống họ tranh luận như thế nào và họ có lập trường ra làm sao nên Nam yeah. Rồi, vài cái chuyện tranh luận đó, thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi rất là chú đáo, phải không? Yeah. Uh -huh. bây giờ bản tin tối nay của anh đầu tiên là gì? À, thế bây giờ mình nói là vấn đề tranh luận á thì thưa theo Nguyễn Xuân Nam thì ngày hôm nay ở Nevada tức là một tiểu bang mà dao động á tiểu bang Nevada thì nếu như mà ai, chiếm được Nevada thì có thể là hy vọng vào tòa bạch ốc lắm có thể cái chiếm được 270 phiếu đại cử tri đoàn á thì cũng ngày hôm qua tức là ngày chủ nhật có thể phó tổng thống Uh, cũng nhắc lại cái lời kêu gọi với cựu tổng thống Trump uh, và dùng những thách thức vậy uh, tôi đã uh, chấp nhận lời mời của CNN rồi mà trước đây CNN á, thì cựu tổng thống đã từng khen người là CNN uh, là tổ chức một, uh, buổi tranh luận giữa tôi và ông Joe Biden rất là song phẳng rất là đẹp và đặc biệt là hai người mà điều phối nữa họ làm việc rất là công tâm rất là công bằng tạo à, tại vì lúc đó là cử thủ vào tháng 6 là tổng thống Donald Trump đã thắng là tổng thống Joe Biden Nói thật ra là nó thắng như vậy nội dung của cuộc tranh luận á thì các nhà phân tích cho rằng tổng thống Joe Biden thắng chắc vậy không à, và tổng, cựu tổng thống Donald Trump đã vấp phải rất là nhiều lỗi lầm đặc biệt tức là những cái điều mà ông nói không có thật nữa đó, thì ít nhất là 26 đến 30 lần như vậy yeah. thì bà Kamari bà nói thôi đó, bây giờ tôi chấp nhận xin rồi thì bây giờ là liệu là Nga có chấp nhận hay là không à, thì đó là bà nhắc lại như vậy thì cái điều này á, thì thật ra là bà cũng vẽ bạn cử tri ở tiểu bang giao đồng Nevada à, thì có nghĩa là bà nói như thế này à, đó, bây giờ chúng tôi thật ra ngay bản thân tôi tôi muốn có một tranh luận để cho quý vị là lắng nghe là cuộc tranh luận của chúng tôi và quý vị quyết định cho cái lá phiếu cuối cùng à, bà nói như vậy bà nói ở đâu bà nói một cái đám đông khoảng là 7.500 người tham dự ở las vegas tại một cái trung tâm triển lãm thị trường thế giới à. Bà nói thế này, tôi đang cố gắng tranh luận lại với cựu tổng thống đồng Donald Trump. Tôi nghĩ rằng ông ấy nên có một lần tranh luận nữa để người dân bị có quyền được nghe giữa hai ứng cử viên à, tôi và ông trump thảo luận như thế nào về các vấn đề à, như là quý vị đã yêu cầu à, ở trong cái buổi mà rally này à, thì như về kinh tế về chính sách về à, à, lo cho người dân lo cho người à, lập trung lưu cho người lao động rồi thuê mã cho những à, người bà mẹ hoặc là những người cha uh, mà mà xuất cho con cái vân vân đó cho đó quý vị muốn nghe cái điều đó cho đó chúng tôi là mời cựu tổng trở lại để tranh luận thêm một lần nữa đó là bà nói trong cái buổi rally ngày hôm qua chủ nhật là như vậy và uh, tôi hoàn toàn ủng hộ những gì mà đối thủ của tôi uh, mà nếu như đối thủ tôi đầu hàng thì tôi sẵn sàng tôi sẽ trình bày những gì mà quý, quý vị cần tôi nói đến à, thì cũng như uh, tương tự ngày 10 tháng 9 Năm Nguyễn Xuân Nam thì bà ừ. nói nếu như mà cựu tổng trong không đến thì tôi có thể là dân ghi việc đàn này tôi có thể nói một mình à, thì hôm nay bạn lập lại như vậy thưa anh nào thì không biết là cựu tổng trong có à... cái lời thách thức này không biết cựu tổng trong có chấp nhận hay không thì theo anh nghĩ rằng là hôm nay à, ngày hôm qua bà nói như vậy thì liều liệu cựu tổng trung có, chấp nhận hay không thưa anh Tôi, tôi nghĩ là ông Trung, ông xe không có tranh luận anh, mặc dù rất nhiều người xuống tranh luận. Nhưng uh -huh. là ông sẽ không tranh luận bởi vì ông thua một trận là kinh hoàng, khiếp đảm, Ông đâu muốn thua thêm lần nữa trước. là bà ông, ông ra là kêu là mất trí, rồi đàn bà nói bậy, rồi đàn bà đủ thứ, ông chê đủ thứ. Bây giờ bà ông thua uh -huh. một lần, ông đó muốn thua lần nữa anh anh, anh, anh Thì thì có ừ. thể nhưng đến anh cộng đồng, tại vì cử tổng trong đàn nói rồi. Có thể à, đó là lần à, cuối cùng của tôi đó. Và bây giờ đừng, cử tri họ đi bỏ phiếu rồi thì mắc chi phải tranh luận thêm gì nữa. À, đó là à, lời phản biện của cử tổng đô trâm. Uh, thì ở Nevada thì cuộc thăm dò cho thấy là cuộc đua rất là gây cấn ở Nevada. Uh, thì được coi là một trong bảy chiến trường quan trọng sẽ quyết định ai, tức là ứng cử viên tổng thống nào sẽ giành chiến thắng cho phòng bầu dục vào tháng 11 sắp tới đây. Uh, thì uh, theo tờ Hill và Decision Desk Exceed cho biết rằng là bà Kamret dựng được hai điểm rất là mong manh ở Silver State này. À, và theo số liệu tham dò mới nhất là bà Camarit dẫn trước bốn điểm trên toàn quốc. Ở à, đây là tham dò của The Hill Anna. Ở à, như ừ. vậy là Nevada thì bà có thể rằng là giật đầu đó nhưng có hơi mong manh một tí, nhưng trên toàn quốc thì bà giật đầu bốn điểm. À. Thì cuộc chạy đua rất là nhanh chóng của bà Camarit đã thúc đẩy sự lạc quan của ai của Đảng dân chủ. À. Và lạc quan trong con đường xe đi qua cả cái tiểu bang là sân béo tức là uh, vần Vand, đai ảnh dương là arizona này nevada và Georgia, tức là là ba tiểu bang gọi là ba tiểu bang gọi là vần đai ảnh dương thì uh, ở nevada thì Joe Biden đã tranh chiến thắng ở đó khoảng 2 điểm vào năm 2020 rồi. Thì không biết năm 2024 này có thuộc về đảng Dân Chủ nữa hay là không. À. Thì theo một quan chức diễn dịch là cho biết là bà là Harris đã huy động được tổng cộng là 55 triệu đô la từ hai điểm dừng chân ở, ở tiểu bang California vào cuối tuần là cũng khá một, một, một số tiền rất đáng kể nào. À. À, bà đã tham gia một cuộc gây quỹ ở Los Angeles vào ngày hôm qua là Chủ nhật ở trước cái bay đến Las Vegas để, để tham gia cuộc vận uh, động tranh cử thì như vậy uh, hai điểm dừng chân mà kiếm được 55 triệu đồng khả cáo anh Nam à? hả? Yeah. Dạ. Uh, thì thưa thưa quý vị thì uh, uh, cái lời thách thức của bà uh, Cameron thì để xem thử là cử thủ trong trong những người tới có chấp thuận hay không <laughs> nhưng uh, bên uh, phía đảng dân chủ á, là cũng hơi kích thích cựu tổng trong một tí nói là ô oh, cựu tổng trong là nhạc gan của là chicken đó anh ta. Ừ. yeah. đó, anh có, anh tin anh có tin gì đó, anh nói cho một sẻ đưa tin tiếp tục anh uh. Bây giờ tôi nó nói nghe nè ừ. tin đó là ngày hôm nay Một cái một lời mà tuyên bố là ông Trump dùng cái 12 cái cuộc nói dối về bầu cử và ông ta có thể dùng đến để, để từ chối cái cuộc bầu cử cái hoạch bầu cử với bà Kamalis bầu cử 2024 này ừ. Nhưng ta thất bại bây giờ dư luận cho rằng ông ta có thể dùng những cái 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 thứ âm mưu đó mùi ừ. và kể cái một loạt là nói láo để tung ra phủ nhận bầu cử cho cuộc bầu cử bị gian lận phủ nhận cái cuộc bầu cử bị cho rằng cuộc bầu cử bị gian lận thì người ta truy tố người ta tội này nhiều lắm vì người ta tin rằng ông Trâm đã chuẩn bị một kế hoạch ông ta sẽ tuyên bố được cuộc bầu cử gian lận về lá phiếu gian lận về đếm phiếu gian lận về cái 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 việc thất bại của ông ta vào tháng một bộ tới do bầu cử gian lận thì người ta nghĩ là ông sẽ nếu được làm vua thì thua làm giặc đó. ông sẽ làm giặc coi thứ ông phủ nhận bầu cử này phải không Cứ Uh anh -huh. nhớ đầy năm 2020 đó anh, Bùi Dạ yeah, anh uh vận -huh. động trong thua tét gàng đúng không Ừ uh -huh. cái bọn cho là cuộc bầu cử bị đánh cắp rồi ông thấy cái sự kiện xấu rất viên tấn công tòa nhà của Hoa Kỳ và sau đó ông bàn giao lại cái tòa bạch ốc cho ông Biden ông không tham dự cái lễ nhậm chức của Biden luôn anh biết không? Ừ. Thì có thể nói ông Trump chơi rất là xấu tính. Thì lần này ông có thể nói dùng cái những lời nói dối như như lần lần trước và kể cả một loạt các cái việc về conspiracy theories những thứ âm mưu để ông làm một cái nạn lụt về những lời nói dối và những thứ âm mưu để phủ nhận cái bầu cử như trước đây 2021 tháng 6 tháng giêng 2021 để ông Phu nhận cái bầu cử. Thì bà thầy báo nó biết như thế này nè.

ông thấy nó giống như xảy ra trước đây vào tháng Giêng, thì sáu viên hai nghìn hai ông cho cái bọn mốt kéo nhau về hoa đình đốn đập phá tôi nhà quốc hội không cho xác nhận cái bầu cử đừng cho là cái bầu cử bị đánh cắp bị gian lận nhớ không ừ. thì lần này ông cũng dự tính một âm mưu như vậy với những cái thuyết âm mưu và những lời nói dối những lời nói dối không có cơ sở căn cứ nào hết á ông dự kiến nếu ông thua thì ông thắng làm vua mà thua làm giặc ông sẽ quậy tới bến luôn thì bây giờ ủy ban bầu cử của hoa kỳ họ đang lượng định những mà những gian dối mà ông trump có thể làm và những massive fraud những cuộc gian lận quy mô lớn không? để mà ông quậy và là tìm cách đối phó sẽ như thế nào thì anh nghĩ anh ngồi có nghĩ rằng ông ông sẽ quay tới bến kỳ này không? Thì cũng có thể chứ anh. Thì bây giờ người ta cũng trạng trang đó bây giờ là thành như là cựu tổng thống đó trông đã dọn đường rồi đó. Thì bây giờ anh thấy trong nhà tháng vừa qua thì cựu tổng trong vẫn rêu rao rằng là cuộc bầu cử bằng đánh cắp và gian lận rồi vừa rồi là cũng có đưa ra cộng ông hồn một cái dự đạo luật tức là À, là kiểm soát những người đi bầu cử bằng cách xuất trình giấy tờ ra và à, đã được phía Quốc hội Đảng Cộng Hòa đồng ý nhưng khi đưa ra biểu quyết trong cái gọi ngân sách thì không được thông qua người sang Nam thì theo mô nghị đó là một trong những cái uh, viên gạch mà lọt đường cho sau này độ thừa cho rằng là đó, bây giờ tôi đã uh, tìm uh, mọi cách để có một cuộc bầu cử một cách công bằng uh, uh, rồi thí dụ như những người mà dưới dân bất hợp pháp đó, là không thể uh, cầm lá phiếu đi bầu được nhưng bây giờ phía bên đảng Dân Chủ họ đã phụ nhận rồi Thế theo một nghĩ đó là một trong những cái viên gạch để lọt đường sau này độ lỗi anh nào? Uh. Chứ kệ, những cái vấn đề mà ông cầu thủ trong đã à, nêu ra nữa đó, thiếu như di dân chẳng hạn ở Ohio, rồi biết bao nhiêu chuyện. Thưa anh Nam, thưa anh nghĩ sao? Cái câu này ông nói, câu này cũng rất là, rất là buồn cười nè. Ông cho rằng bà Harris có thể, chỉ có thể thắng bởi vì nhờ cái gian lận, không cách gì bà Kamala thắng ông ta chỉ có cách mà thắng duy nhất là bà ta gian lận anh đây ông tuyên bố cái gì dễ sợ ừ. Ừ. ông ta tuyên bố cái câu niệm trên dần nè ông ta tiếp tục liên tiếp tuyên bố ông ta liên tục thừa nhận rằng ông ta đã có đủ phiếu để thắng cuộc bầu cử Và Chỉ cần Một việc duy nhất Là đảng Dân Chủ không gian lận Ông chắc chắn đồng có đủ phiếu thắng Chỉ yêu cầu một điều duy nhất Là đảng Dân Chủ không cho những gian lận Các phiếu bầu cử gian lận Và ông chỉ có thể thua Ông chỉ có thể thua vì bầu cử gian lận thì anh nghĩ sao anh như vậy lắm đại lọt đơn anh nào rất, rất là vô cớ có khi người ta nói ừ. ta dùng cái đời nói để dọn đường để ông quậy sau này 10 biết không ừ. Ừ. nhưng mà ông quậy lần này mới quậy đến mức nào chúng ta chờ xem ừ. thì người ta cũng lo lắng rằng là sợ không biết là khi mà chuyện giáo quyền lực ông thua rồi khi mà chuyện giáo quyền lực thì như vậy ông cụ giao quyền là cái không đây ông có đồng ý hay không đây mà là ông phát đồng à, một ngày giống như là ngày 6 tháng giêng nữa thì điều này người ta cũng đã là dự đoán và người ta cũng tìm cách đề phòng anh ấy. Ông nói tràn cuộc mà rally, cuộc tập hợp cử tri tại vào tháng 8 tại Arizona thì ông nói một câu như này được trích lại nữa cái cách duy nhất mà họ có thể làm bất cứ điều gì đó là nếu họ cheat lai like heo nếu họ lừa đảo dữ dội và chúng ta lại nạn nhân của sự lừa đảo đó chúng tôi không cần Đáp phiếu chúng tôi chỉ cần bảo đảm rằng họ đừng có gian lận mà thôi gan rồi họ chỉ có vừa thắng là gian lận ông điên tiếp mình mà bà ông nói như vậy ở nhiều nơi nó 12 lần trong hai tháng vừa qua thì anh gọi nghĩ là cái âm mưu rất là lớn âm mưu là gì chúng ta sẽ chờ xem thì anh nhớ rằng Ừ, khi một cuộc tranh luận giữa bà Cameron và đồng thời uh, là cựu tổng khi mà uh, là người điều phối hỏi rằng là uh, nếu như mà ông thua cái cuộc bầu cử năm 2020 thì ông có chấp nhận hay không thì, thì anh 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 còn nhớ là ông trả lời như Chắc thế nào không? truyền CNN đó mà với à. với hai mà người mà À, phóng viên nổi tiếng của CNN uh, không cả nữa cái đó là của, giữa bà Kamara và là ông Donald Trump của um, eh, NBC mà nào không cái lần đó của bên đài truyền CNN ở à, CNN thời kỳ ông đã, Biden với ông Donald Trump Biden hả ông Trump thì lúc các bà Dana Bass đó, bảo ông Trump là nếu mà bầu cử mà ông thua thì ông ấy chấp nhận cái bầu cử ông, ông đánh đặt hướng trả lời vấn đề khác Mỗi lần ừ. hai ông cũng đánh lạc hướng trả lời vấn đề khác. Mỗi lần thứ ba thì ông trả lời cũng đặt đề luôn. Động né tránh vấn đề là rất là dữ. Và ông cho rằng, ông chỉ chấp nhận khi nào có công bằng biết không? Nhưng mà đất ừ. cuộc họp hai 2020 được rất là công bằng. Nhưng mà ông lại cho bộ gửi dân lập thì sao? Ừ. Ông nói một câu như vậy nữa, tại, đài trên cái North Carolina nãy nó nói ở, ở ở ở Arizona phải không? Tại cuộc tập hợp cũng tháng 8 tại North Carolina mà, Cái tập trung chú ý lớn nhất của chúng tôi là không là không phải là việc đi, đi bỏ phiếu mà là làm, bảo đảm rằng họ đó không lừa đảo gian lận bởi vì họ chỉ có thể thắng nếu mà họ gian lận là ông ông nói liên tiếp 12 lần như vậy trong hai tháng vừa qua tháng 8 và tháng 9 nói là cuộc bầu cử bị đánh cắp cuộc bầu cử vì có thể bị gian lận và chỉ và cambridge chỉ có thể thắng thì bị gian lận thôi thì ông ông chuẩn bị tâm lý cho cử tri in mùi tâm lý cho cử tri khi ông ô là bầu cử gian lận thì cử tri sẽ ủng hộ ông bà ông đã la hết lâu đây rồi thì rất gây cấn luôn ừ. Cái điều mà năm 2020 thì cựu tổng thống cùng nói vấn đề là cuộc bầu cử có giá lần chẳng hạn. Rồi khi đó là ông là tổng thống à. và quyền hàng ở trong tay tại sao để cho vấn đề gián lần xảy ra? Thì đảng lại là ông trách ông chứ đâu phải trách là đối thủ đâu. Ừ. Đấy không? Đảng là lộ, lộ tài ông hoàn toàn một vị nguyên thủ quốc gia để một sự gian lận như vậy mà ông, ông 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 không chấp nhận mà ông đổ lỗi cho người khác là trường vô lý Anh nam. Ừ. à thì bây giờ ở à, cuộc bầu cử năm 2024 bây ông Joe Biden và bà Kamala là quyền hành ở trong tay của hai người có thể ông đổ lỗi được nhưng có cái là năm 2020 ngay là cựu bộ trưởng bộ tư pháp mà người đó là thân cần nhất đối với ông và bảo vệ ông tội đa đó đó là ai đó là ông lên ba sau khi ông phải nhân viên điều tra là cuộc bầu cử của năm 2000 mới như thế nào thì các nhân viên về báo cài báo cáo lại cho ông Nguyễn Bá tức là cuộc bầu cử không có dễ gian lần ở trơn. à thì như vậy thì làm sao có cuộc gian lận uh, trong cuộc bầu cử nhưng có cái ông trong ông không chấp ông không chấp nhận cái điều đó và ông cho là là, dân gian gian lận thì sau năm 2020 cho đến ngày hôm nay thì cựu tổng thống Donald Trump khi nào cho rằng là cuộc bầu cử đánh cắp và gian lận và cho đến ngày hôm nay vậy thì nếu như bà Karen mà chuyển thắng thì chỉ có là gian lận để chuyển thắng thôi cho nó còn không thể rằng là một cách công khai mà chuyển thắng được hoặc là công bằng để chuyển thắng được thưa quý vị thì uh, rất là gây cứng, không biết rằng là uh, khi mà cựu tổng thống Donald Trump thua vào tháng 11 thì không biết chuyện gì xảy ra. thì Thưa quý vị thì cũng giống như năm 2020 thôi thì mọi chuyện đều êm đẹp mà thôi. À, tức là luật pháp là luật pháp. Chứ không phải là, là cầu thập trong ân muốn nói gì hay là muốn làm gì thì được. Thì tuy nhiên thưa quý vị thì ngày hôm nay có những bậc tin như thế này. Không biết là Nam và quý vị còn nhớ là uh, cừu trong tưởng là mai Flynn không ạ? À? Dạ. Và... Người... Yeah. À, và ông ta cũng là cựu thành cố vấn an ninh quốc gia của à, cựu tổng thống Donald trong à, trong nhiệm kỳ đầu tiên á và sau đó là ông ta bị là tổng thống donald trump cũng sa thải à. thì ngày hôm qua thì ngày chủ nhật á thì ông lên tiếng với một người dẫn chương trình cảnh hiệu đó là ông alex john và ông alex john là ai À, và ông và ông Michael Flynn nói gì bây giờ chúng tôi nói vấn đề ông à, Alexander đã tôi biết ông Alexander là Emerich John thì ông này là người dẫn chương trình phát hành là thuộc phải rất là cực hữu và ông ta là nhà lý thuyết âm mưu rất là nổi tiếng là ông ta dẫn chương trình là The Alex John Show ở Austin Texas và trước đây gọi là uh, Genesis là Communication Network à, cái đài của ông nó phát sóng khắp cả Hoa Kỳ à, qua thông qua radio và internet à. thì ông ta cũng là một nhà lý thuyết âm mưu gọi là electron nữa gọi là nền tảng truyền thông là In for và tài sản của ông là nền tảng này đã được bản đầu giá từng phần vào là mùa thu năm nay để làm gì? Để trả hơn 1 tỷ đô la mà ông nói dối, nói lão, đưa tin không chính xác về là nàng nhân vụ xã sống ở trường tiểu học mà Sandy Hood đó, chắc là Nam còn nhớ cái điều đó. Và ông đưa ra những cái tin hấp dẫn và đưa ra cái tin mà không có chính xác cái đó. Thân nhân của các em học sinh trường Sandy Hood đã đâm đơn kiện. À, và ông ta đã phải bồi thường ít nhất là 1 tỷ đô la thì đó là là nhà lý thuyết âm mưu Alex John cũng là người dựng chương trình là phát thanh rất là cực hữu thì ngày hôm qua tức là ngày chủ nhật á, thì ông là bởi cựu trong tượng là Marvin và cựu trong tượng Marvin nói như thế nào à, hai ông bàn tán thế này à, Thế bây giờ chúng ta đang ở trong một cuộc chiến à, ông ta nói như vậy Tức là cuộc bầu cử hôm nay thì chúng ta đang ở trong một cuộc chiến đó là một kích động rất là rất là mà mọi người rất là sợ sệt như vậy một số chính trị gia cho rằng là cựu trong tưởng là my fring cộng dệm với lời cựu án đánh quốc gia của ông đô Trump đã leo thang lời lẽ bạo lực chống lại mà chống lại ai chống lại bà khamarit mà ông ông ta cho bà khamarit là kẻ thù thực sự vì thấy nguy hiểm lắm thì cựu trong tượng mà uh, Flynn thì nhân vật đã gây tranh cãi trước đây rất là nhiều và đã được cựu tổng thống bộ nhiệm làm của vấn an ninh quốc gia tại tòa bạch ốc ông ta đã leo thang lời lẽ một cách bạo lực chống lại phó tổng thống Kamala vào ngày hôm qua là chủ nhật và gọi bà là kẻ thù của đất nước Mỹ và nói rằng chúng ta là nhân dân Hoa Kỳ đang ở trong một cuộc chiến uh, anh Thầy ghê ra nhiều xuống năng À, quý vị thấy rằng là trên truyền hình thì ông ta ngồi cạnh với nhà liệu thuyết âm mưu và người dẫn chương trình cảnh hiệu đó là ông Alex John mà chúng tôi nói về lai lịch của ông vừa rồi đó. Thì ông Flynn thì ông khuyến khích mọi người là phải đi bỏ phiếu cho cựu tổng thống Donald Trump à, và ông đưa ra những lời lẽ cứu và có vẻ là thách thức và bạo động. Thế đó, ông nói thế này ông tiếp tục sử dụng, sử dụng những hình ảnh của thời kỳ chiến á, chiến tranh á, để thúc đẩy những người ủng hộ là phải ra khỏi nhà để đi bỏ phiếu và phải bỏ phiếu cho thật nhiều cho cựu tổng thống trong ông ta nói thế này trong lúc này chúng ta đang ở trong một cuộc chiến à, fling Flynn những đối thủ chính trị của ông ta cùng những như đối thủ chính trị của cựu tổng thống là một nhóm người Và là nhóm người đen tối và nhóm người này là vô nhóm người vô hồn và nhóm người này theo chủ nghĩa Marxist. À, thưa quý vị, ông, ông, nói, và chúng tôi xin lập lại thế này để quý vị thấy rằng là ông kết động một kết động rất là bạo lực. Ông nói, cái nhóm người này, á, tức là đối thủ chính trị của ông Donald Trump á, là một nhóm người rất là đen tối. Nhóm người này là vô hồn, không có tâm hồn đâu. Và nhóm người này theo chủ nghĩa Marxist cũng như, như cựu thống Donald Trump, ngoài bà Kamala là đồng chí, là cộng sản là như vậy đó. À. Đó ông nói thế này chúng ta phải hiểu kẻ thù của mình tôi ngồi đây với ông Alex John này và chúng tôi hiểu kẻ thù của chúng ta đang tìm cách họ làm điều gì đó quý vị phải biết rằng tôi ghét khi phải nói đến là kẻ thù về một người mỹ đang phục vụ trong chính phủ của chúng ta nhưng tôi không thể không nói được vì những người này là kẻ thù của đức nước hoa kỳ à. do đó thưa quý vị thì chúng ta có thể thấy rằng sự hỗn loạn tài thông bỏ phiếu đối với những người mà gọi là phụ những cuộc bầu cử năm 2020 á mà quý vị còn nhớ còn nhớ được cái từ là election denier à, những người phụ những do đó năm 2022 khi mà có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thì những người election denier đáng lẽ là họ phụ đỏ là lượng đảng tại ở quốc hội nhưng cuối cùng là những người này đều bị rớt đại hết trơn. Do đó chiến thắng của những người bị election, election denial ở đây rất ít. Họ chiến thắng rằng ở Hà Viện rất măng manh mà thôi. Ở Thường Viện thì họ thua, thuộc về đảng Dân Chủ. Còn Hà Viện thì lãnh đạo khối đa số là thuộc về đảng Cộng Hòa. Thì người, người ta sợ rằng là những người mà phụ nhận cuộc bầu cử gọi là election denial này, có thể khiến cho cuộc bầu cuộc đua vào năm 2024 trở nên hỗn loạn thêm nữa thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Cái hình ảnh anh không có anh Nam nghe, anh xem cái hình ảnh của anh nghe. Cái ừ. này không có âm thanh bây giờ hình ảnh, anh, anh xem cái cái uh, ừ. cái camera của anh anh Nam nghe. Rồi ok có anh Nam. Đó. Thì theo anh nhận xét như thế nào những cái lời mà tuyên bố uh, của uh, cựu trong tưởng Mike Flynn anh làm anh biết là trước đây ông Mike Flynn ông làm dậy sống nước Mỹ đúng không vì những tuyên bố và những cú điện thoại ông với nga nói chuyện với, với lãnh đạo nga dẫn đến cái sự người ta nghi vấn là ông hợp tác với nga tấn công yeah. Hoa Kỳ do vậy thì sau đó không thấy ông đi vào bóng tối luôn đúng không, đúng không? Uh -huh. ông im đi vào bóng tối và gần như ông im lặng bây giờ ông tái xuất giang hồ cũng quậy tiếp nữa uh -huh. đây đây là có thể là ông tướng quậy của nước mỹ anh biết không à, nói kết hợp kết hợp với ông alastro nữa à. nhưng mà chúng ta chờ xem những nhân vật đó nói lung tung ông nói lung tung cả ta biết rồi mai 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 phlin dương vua, vua quậy. vua vậy mà ông là là cấp tướng Minh Nam à, chống tướng cái vị đâu anh Nam? tướng là bị tướng là tướng đâu nói bậy đâu đâu cái ông đâu ai cấm nói bậy đâu Ừ. Ông, 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 ông nói rất là dễ sợ anh Nam, chúng ta đang ở trong một cuộc chiến, ông nói vậy. ông là cuồng trung thực thiệt á uh -huh. bây giờ người ta đọc cái tin này cũng kinh hoàng này ông cựu thống đốc từ bang Maryland á, là ông Larry Hogan ông ông phản ứng về cái lời nhận xét của ông Trump đối với bà đó và Kamala Harris á. ông cho bà Kamala Harris bị, bị, mất cái năng lực tinh thần năng lực trí tuệ cái mental abilities những cái năng lực trí tuệ trí não tinh thần của bà Camry bà, Camar là, là có khiếm khuyết có vấn đề thì ông này ông Hogan này ông là gì cựu thống đốc của Larry Hogan của cái cái thị bang Maryland ông ta cho rằng cái lời nói của ông Trump là phẫn nộ và không chấp nhận được. outrageous and unacceptable. Tôi nói đầy phẫn độ và không chấp nhận được. Cho nên anh thấy cái những cái người mà họ trong khi ông cho rằng bà Camaris là bị mental abilities khuyết khiếm khuyết và tinh thần bị không được không được sáng suốt, ông không? có đủ tư cách làm tổng thống, đủ thứ chuyện đúng không? Nhưng mà bây giờ anh nhìn coi ông ông nói như vậy thì ông, ông có ông có sáng suốt không? ông nói như vậy ông có đủ tư cách nhận xét làm tổng thống không à uh -huh. ông nói bà ta là outrageous cái, cái, cái cho là bà ta bị mental abilities vì suốt kém năng lực uhm, uhm, tri tuệ nó, nó có vấn đề thì người ta cho rằng cái lời nhận xét của ông mới thực sự là không chấp nhận được outrageous đang 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 giận Rồi, rất là gây gây rối và không chấp nhận được à, thì ngày hôm nay đó làm được câu chuyện cũng lớn trong ngày hôm nay thì ông Larry Hogan này ông đang là ứng cử viên cho đảng cộng hòa trên cái chức thượng nghị sĩ ông Larry Hogan ông trả lời vào ngày hôm qua chủ nhật trên đài truyền CBS News trong một Face the Nation và ông trả lời cho người chủ chương trình là Robert Costa và khi mà Robert Costa ép ông Hogan về câu nói đó cung Trump đối với Cam Harris thì ông nói thẳng câu là ông Trump không đủ khả năng về tinh thần cơm Is ông nào ông trong có đồ khai răng tinh thần đều để... để nắm cái chức tổng thống không thì ừ. ông ta ông 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 ta trả lời như thế này nè là cái câu trả lời của ông, ông là đáng phẫn nộ và không chấp nhận được. Đấy đó. Ông Trâm chuyên môn anh thấy như vậy cái vấn đề chính là hiện nay ông có đủ năng lực tinh thần làm tổng thống không nhưng phải là những đối thủ của chúng ta cho vậy anh thấy là ông thấy như vậy đến hiện nay ông là gì thứ nhất là ông cho bà ta không đủ năng lực tinh thần để làm tổng thống thì thật sự ai đủ năng lực tinh thần làm tổng thống là có khi là ông không đủ Đúng không? Ừ. cái thứ hai nữa là người ta đâu muốn ông sẽ hành động một cách mà, mà rối loạn có thể mà rối loạn khi mà ông không chấp nhận kết quả bầu cử cho nên cái cuộc bầu cử năm nay không có không có kết thúc bình an đâu anh buồn ừ. nếu mà trùm thua thì không có kết thúc bình an đâu Ừ. Nếu cái câu thẳng á thì tất cả mọi cái đều nào yên ổn hết phải yeah. không? Việt Nam có một câu rất là hay đó, và tôi cho nó fit cho trường hợp này là được làm vua làm vua thì làm giặc anh nhớ không đó. Mm. Yeah. còn thường như mình lượng Mỹ nó có để trong trường làm giặc hay không đó là chuyện khác anh nhớ là bà Kamala Harris hiện nay là bà phó tổng thống đương kim phó tổng thống rồi ông Biden đương kim tổng thống tổng tư lệnh quân đội có để trong trường làm giặc không đó là chuyện khác lúc thứ nhất thông khéo phản đoàn hay là quậy phá truy tố ra tòa đưa vào tù cho bây mặt lên bùi vào... bắt liền anh Nam à. Đưa đừng dân mà ừ. nội hù dọa cho vui vậy thôi để cho làm dân chủng họ lo sợ thôi mà cái cựu tổng thống nó có cái biệt tài tức là ông hay cổ suý và cổ đồng hay làm anh nam và đồng thời ông đe dọa làm những người ta sợ sệt hay lắm có cái biệt tài ở bên nam nói ra là người ta phải sờ sệt gần nhất là người ta sờ sệt người ta phải làm một chuyện gì đó à, có thể là bỏ phiếu cho ông hoặc là người ta không được bỏ phiếu hoặc người ta làm một cái điều gì đó mà là theo sự sự hướng dẫn của ông ta thì à. vấn đề mà sờ sệt chỗ đó anh Nguyễn Xuân Nam cái đó để anh nghe cái bản tin này này bản tin này là một chuyện lược giáo của đảng dân chủ ở có ở Brazil À, ông ta đã nói với đám đông các nhà lập pháp à, trên khắp cả nước vào tháng trước à, thì ông nói, Brazil là người điều hành chiến dịch tranh cử à, của tổng thống Elgo vào năm 2000 à, và chia sẻ đã chia sẻ với chiến lược gia của đảng cộng hòa đó là à, Kenyon Conway à, thì à, À, bà ta là người quản lý chiến dịch tranh cử năm 2016 của cựu thủ tướng Trump và đồng thời bà ta là cổ vẫn cho cựu thủ trong tại tòa bạch và bà ta cũng là một trong những người phụ nữ mà cũng ông hồn trong cách tuyệt đối rồi cụ dựng để cái gì gia đình tan vợ hết à, thì À, người thì phò trôm người thì phò Trung, thì cũng phò trôm thì cộng dụng với gia đình Việt Nam vậy thôi. vị trong gia đình đó thì cha mẹ thì như khi ủng hộ cho ông trôm thì con cái ủng hộ cho dân chủ, ủng hộ chung cho ba đời thời kỳ đó. Rồi trong bằng ăn cũng là tiện lợi quỷ nhau. Rồi ngay cả bạn bè cho đến hôm nay vậy một số bạn bè thì cũng nhìn mặt nhau nữa. À, thì người thì vẫn tiếp tục ủng hộ ông trôm, thì người vẫn tiếp tục ủng hộ cho dân chủ, người thì ủng hộ tiếp tục À, cho ông Trump thì nói rằng là ở sợ gì rằng là uh, trước đây miền Nam Việt Nam mất cũng vì do dân chủ do đó miền Nam mất là như vậy rồi một số thành phần mà ủng hộ cho bên phía đảng Cộng hòa là chỉ có đảng Cộng hòa là họ chống cộng mà thôi à, do đó những cái lập trường như vậy hiện nay vẫn xảy ra ở cộng đồng Việt Nam ở Xuân Nam. À, ừ. Thì đó thì chiến lược gia đảng dân chủ là Donald Brazil cũng nội truyền với một cái chiến lược gia đảng cộng hòa là Kennedy, Kennedy, Conway ở, 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 trong ngày hôm qua nói thế này. thì bây giờ cuộc đua tổng thống đã diễn ra trong vài tháng gần đây là đầy ra biển động. Ở thì ông nói động thôi anh người phương Nam. Tức là biển động, biển động như thế nào? Thứ nhất là là tổng thống Joe Biden đã rút lui và cháu của bỏ được cho à, phó tổng thống là bà Karen và bà Karen đã được đảng dân chủ đề cử làm ứng cử viên tổng thống thay cho đảng. À, rồi bên phía cộng hòa là cựu tổng thống Trump đã hai lần sống sót à, sau những âm mưu ảm sạc của ông ta, thứ nhất ở Pennsylvania, cái thứ hai ở là West Palm Beach, Florida. À, thì họ nói đó là biển đồng rất là rõ ràng. Thì là họ nên mặc dù có một sự chuẩn bị rất là mang tỉnh, tỉnh rất là lịch sự tức là thí dụ như là ngày, ngày 6 tháng giêng đã xảy ra rồi thì có thể là người ta tìm bằng một cách để tránh những cái trường hợp mình xảy ra hoặc là cựu tổng thống nói rằng là cuộc bầu cử năm 2020 là giáng lần đặc phải cấp chẳng hạn thì người ta cố gắng là làm thế nào đừng có đi theo vết vết xe độ đó nữa à, thì hiện nay cuộc bầu cử có thể đi vào một con đường quen thuộc như vậy. À, thì quý vị thấy cái này anh Nam có nói đó. Thì cựu thủ trong vẫn lập đi lập lại là cuộc uh, bầu cử đánh cắp và gian lần. Rồi uh, nếu như mà cựu thủ trong mà thua thì chỉ có là bà Kamala là, là gian lần nhưng mà thẳng thôi. Chứ còn nữ nhưng mà không có gian lần, không cách gì là thằng ông Hà trơn á. thì quý vị thấy đó là một trong những cái vấn đề viễn đã chúng tôi dùng viễn đã lót đường để cho uh, sau này là ông độ lội cho cái vấn đề uh, gian lận chứ chữ ông ông không có thua đâu uh, kiểu như vậy thì cần khả chi uh, cuộc tranh cử vào năm 2020 vậy thì các chiến lược giá chính trị hàng đầu của hai phe đều kỳ vọng rất là uh, phe mình uh, có thể kiểm soát toàn bệnh ốc À, mà nếu kiểm soát to bệnh ốc thì năm nay có thể là chỉ là có vài nghìn phiếu bầu ở một số ít tiểu bang chiến trường sẽ giành chiến thắng mà thôi. À, thì quý vị còn nhớ thời kỳ ông go, go và ông George Bush ở uh, tiểu bang Florida, à, chỉ một số ít phiếu trên lệch nhau thôi mà ông, ông Bush đã chiến thắng. À thì ở lại chiến lược gia dân chủ Donald Brazil với uh, chiến lược gia cộng hòa Kenya không quay lại chia sẻ như vậy thì, uh, và họ nói tiếp thế này đây không phải là một cuộc bầu cử mà bạn sẽ thấy một chiến thắng áp đảo uh, và ai nào đó có thể là ông Trump hay hay có thể là bà Kamala sẽ được giành chiến thắng trong biên độ nào đó mà thôi ở, ở 6 đến 7 tiểu bang giao động thì không có ngạc nhiên khi mà cặp đôi này họ có những bất đồng quan điểm về nhiều vấn đề lắm nhưng họ không quan điểm như vậy à, thì trong khi pháp biểu tại hội nghị lập pháp tiểu bang quốc gia ở Kentucky thì hai chiến lược chiến lược gia cấp cấp này đã định hình cuộc đua tương tự như cuộc đua vào năm 2020 chẳng có các gì vậy à, thì những biến động xảy ra À, những lời tuyên bố cử cục tổng đối trong vân vân thì họ nói rằng có thể à, khoảng 50.000 phiếu bầu ở các tiểu bang giá động như Arizona, Georgia và Wisconsin à, mời quý vị đã nhớ cái thời kỳ ở Georgia thì à, à, à cựu tổng đối trong là muốn lật ngược cái kết quả đó nhưng lực ngược không không được và cuối cùng tức là Uh, cựu tổng, uh, tổng, tổng thống Joe Biden đã chiến thắng trong cuộc đời đó và đi đến là đại cử tri đoàn uh, dành cho cựu tổng uh, cho cho tổng thống Joe Biden thưa quý vị thì uh, hai chiến lược gia này thì bây giờ nhìn cuộc đua đầy biển động như vậy chẳng khác gì cuộc đua năm 2020 thì cũng giống như anh Nam vừa nói thì không biết rằng là uh, 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 vào tháng 1 của năm 2025 nếu giả sử là tổng cựu tổng thống đó trong thua thì liệu có mọi chuyện đều xảy ra em đẹp hay không hay cộng những những cái biến động khác à. mà theo một số nhà phân tích về chính trị cũng như về phân tích về quân sự á thì tất cả mọi cử mọi thứ họ đều sẵn sàng rồi chuẩn bị rồi để có thể rằng không lặp lại ngày 6 tháng giêng vào cái ngày chuyện giao quyền lực đó anh người xuống nào. Ừ. Rồi chúng ta dừng ở đây anh Bùi nha. Yeah. Yeah, dạ, thôi dừng ở đây thêm năm. Dạ. cảm ơn anh. Bye bye. Chào quý vị. Yeah. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.